Chào các bạn, tôi tên là Dawson. Tôi là Jeffrey. Và hôm nay, mình sẽ cho các bạn xem tủ quần áo, phụ kiện và giày dép. Bạn xin chọn chưa? Bắt đầu! Quần áo của em có thường sạch sẽ như hôm nay hay nó lộn xộn, bừa bãi hay là bẩn thỉu hả? Yeah, tủ quần áo của tôi thường sạch sẽ như hôm nay. Vì sao em thích cái tủ quần áo của em ngăn nắp? Em thích tủ quần áo của tôi ngăn nắp tại vì kiếm đồ dễ hơn và nhìn sạch sẽ. Em treo và xếp quần áo của em như thế nào? Em treo và xếp quần áo của em theo kiểu. Em có bán chỗ đựng quần áo và ở đâu trong phòng? Em có một chỗ trong phòng đựng quần áo trong góc. Wow! Okay. Em thường mặc bộ quần áo nào khi em đi học và tại sao? Em thường mặc áo lạnh và với quần tay dài, với dài easy nhất tại vì tôi thường lạnh lắm. Bộ quần áo đặc biệt của tôi hôm nay là nón đen hiệu Disneyland, áo Supreme đen và giày, áo đen hiệu Billionaire's Boy Club, quần đen màu đen và giày Easy Boots. Tôi chọn bộ quần áo này mặc hôm nay tại vì ở ngoài á nó tuyết và lạnh. Ai mua hay tặng? Tôi mua hết bộ. Nón này là 5 đồng, áo lạnh này 10 đồng, áo này 6 đồng, cái quần màu đen này 7 đồng và giày 1 đồng. Đây là bộ quần áo của Dawson hôm nay đặc biệt. Đây là áo lạnh hiệu Supreme rất rộng và mình hàng thường. Đây là quần tay dài màu đen và rất xịn lắm. Đây là áo tay ngắn của Dawson, rất bình dân. Đây là thời trang dài của Dawson. Em để những đồ vệ sinh trong vệ sinh. Đây là keo bôi tóc. Đây là chất khử mùi. Đây là dầu thơm. Và đây là dầu cạo râu. Dầu thơm hiệu Gucci là đồ vệ sinh cao cấp và đặc biệt nhất trong đồ vệ sinh của tôi. Bây giờ mình có... Oh, cái cặp, cặp. Cặp của mình. Của mình. Mình có bóp. Mình hàng xịn. Và mình, trong bóp mình có tiền để mua đồ ăn nếu mình đói bụng. Nếu không có tiền mua đồ ăn, mình ăn kẹo. Mình có điện thoại nếu mình buồn để chơi. Mình có chất khử mùi nếu mình thối. Nếu mình muốn nghe nhạc, mình có đồ nghe nhạc. Và mình có cái gạch hiệu Supreme. Hiệu Supreme. Nếu mình muốn làm nhà, ôi trời ơi, khá nhiều. Mày đi ra! Right.